Loạt phim có điểm đu ban cao nhất nửa đầu năm 2023, Lưu Diệc Phi giữ ngôi vương. Mới đây, netizen Trung Quốc đã thống kê số lượng phim đạt điểm đu ban trên 8,0 trong suốt nửa đầu năm 2023. Kết quả cực bất ngờ khi Lưu Diệc Phi là tiểu hoa duy nhất có phim nằm trong danh sách này. Theo đó, Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận được số điểm mà bất cứ bộ phim nào cũng ao ước là 8,6. Tuy không quá hot, nhưng đây là thành tích khả quan, chứng minh sự thành công của thể loại phim chữa lành. Phim được khen ngợi vì kịch bản nhẹ nhàng, giàu ý nghĩa, diễn xuất và tương tác của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện vô cùng tốt. Bên cạnh đó, những cảnh đẹp và món ăn ngon trong Đi Đến Nơi Có Gió cũng nhận về nhiều thiện cảm của khán giả vì góp phần quảng bá du lịch Vân Nam. Những vị trí tiếp theo thuộc về dòng phim chính kịch như Cuồng Phong, Trần Phong Thập Tam Tái. Đây là những bộ phim sở hữu dàn diễn viên thực lực không cần bàn cãi như Ảnh Đế Trần Hiểu, Trương Dịch. Bất ngờ là Tình Yêu Mà Thôi của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng cũng nhận được điểm đu ban cao. Mặc dù không hot như Tình Hán Sán Lạn, nhưng đây vẫn là tác phẩm chất lượng của em trai quốc dân. Tình Yêu Mà Thôi xoay quanh câu chuyện về cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu của Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An. Cả hai vô tình gặp gỡ trong một sự kiện thể thao và cùng bắt đầu chơi tennis. Trong quá trình tiếp xúc, cặp đôi bắt đầu nảy sinh tình cảm sâu đậm. Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân được Tiêu Chiến công khai ngỏ lời yêu nhiều lần suốt 6 năm. Mới đây, Tiêu Chiến đã chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Ở dự án phim truyền hình này, chàng Mỹ Nam tái hợp cùng Lý Thấm. Vừa lên sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã ghi nhận mức rating phá 1, vượt mặt loạt phim của các tiểu hoa khác như Công Tố của Địch Lệ Nhiệt 3, Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư. Đặc biệt, màn hợp tác của Tiêu Chiến và Lý Thấm nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Trước đó, hai ngôi sao 9X này đã từng hợp tác ở Lang Điện Hạ, Khánh Sư Niên, Đấu Phá Thương Khung và Chu Tiên Bản Điện Ảnh. Tuy nhiên, trước Vùng Biển Trong Mơ Ấy, nhân vật của Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng, dù có tình nhưng lại không thể thành đôi, khiến nhiều người tiếc nuối. Phải đến lần tái hợp này, cặp đôi mới chính thức nhận trái ngọt sau 6 năm. Tiêu Chiến và Lý Thấm đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt. Màn hợp tác của cả hai ở Vùng Biển Trong Mơ Ấy được đánh giá rất cao. Nhờ lần tái hợp này, Tiêu Chiến tiếp tục chứng minh được đẳng cấp ở mảng truyền hình của mình. Trong khi đó, Lý Thấm lần nữa vượt mặt Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt 3 khi có phim truyền hình rating phá 1. Ở thời điểm hiện tại, Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính vẫn duy trì mức rating cực cao. Không những vậy, chỉ số nhân vật của Mỹ Nam Trần Tình Lệnh cũng luôn ở top đầu. Bị chê kém sắc, Triệu Lộ Tư quyết định học tập Dương Tử. Thời gian gần đây, nhan sắc và gu thời trang của Triệu Lộ Tư có phong độ vô cùng thất thường. Chính điều này khiến nữ diễn viên liên tục nhận về không ít phản ứng tiêu cực của khán giả. Sau quá nhiều lời chê bai, nàng tiểu hoa quyết định học tập đàn chị Dương Tử làm điều này. Cụ thể, Triệu Lộ Tư đã quyết định thay đổi toàn bộ ekip tạo hình, trang điểm, stylist. Đây là điều người hâm mộ đã nhiều lần yêu cầu phòng làm việc của nữ diễn viên, nhưng đến tận bây giờ mới được thực hiện. Trước đó, Dương Tử cũng đã đổi stylist sau thời gian dài bị chê dừ và quê mùa. Vị stylist này vốn từng làm việc cho Lưu Thi Thi, có khá nhiều tài nguyên thời trang và mắt thẩm mỹ tốt. Đây được cho là nguyên nhân nhan sắc Dương Tử thay đổi tích cực thời gian gần đây. Nữ diễn viên được khen ngợi xinh đẹp và có khí chất hơn hẳn. Ngoại trừ tạo hình chiếc váy xanh hở lưng, khoe trọn vòng eo thon gọn, thì hầu như lần xuất hiện nào của Triệu Lộ Tư cũng bất ổn. Nữ diễn viên thử kiểu trang điểm mắt khói, son môi màu nút, nhưng trông khá lỗi thời. Chiếc váy cầu vồng và kiểu tết tóc hai bên của nàng tiểu hoa cũng được liệt vào hàng thảm họa, xúc phạm con mắt người nhìn. Triệu Lộ Tư là tạng người dễ tăng cân, mặt tròn, nên kiểu trang điểm tươi tắn trong trẻo rất phù hợp với cô nàng. Những trang phục và trang điểm cá tính không những khiến nàng tiểu hoa trông béo lên mà còn khá lạc quẻ với khí chất vốn có. Ngô Thư Hân kết đôi cùng Mỹ Nam cổ trang đắt giá nhất gì biết trong phim mới, Trần Phi Vũ đã bị knock out. Sau nhiều đồn đoán, có vẻ như đoàn làm phim Hắc Liên Hoa Công Lược đã tìm được người thích hợp thay thế cho Trần Phi Vũ. Tuy chưa quan tuyên nhưng dựa vào tình hình hiện tại, dân tình gần như chắc chắn. Nam chính của dự án này thuộc về Thành Nghị. Trên Weibo, netizen đều tinh ý phát hiện ra nhà sản xuất Vương Nhất Hủ của công ty Hàng Tinh Dẫn Lực cũng là đơn vị đầu tư cho Hắc Liên Hoa Công Lược đã ấn follow tài khoản chính chủ của Thành Nghị. Ít lâu sau đó, sao nam trầm vụ Hương Phai cũng follow lại. Chưa hết, trong ngày 4 tháng 6 mới đây, một số hình ảnh nhà sản xuất họ Vương tới trường quay anh hùng Chí Tham Ban Thành Nghị cũng đang được chuyển tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trước khi nhà sản xuất Vương Nhất Hủ tung hình, một số blogger có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc
đã từng đề cập tới việc Thành Nghị kết đôi với Ngô Thư Hân trong Hắc Liên Hoa công lược, đồng thời cũng tiết lộ bộ đại chế tác này có khả năng khai máy vào khoảng tháng 6 tháng 7 năm nay. Song, người tin dưa chín thì ít, mà người cho là tin vịt, thiếu tính chân thực, lại nhiều vô số kể. Còn bây giờ, khi biết Thành Nghị và Vương Nhất Hổ theo dõi lẫn nhau, cư dân mạng đều đang rất tích cực thảo luận, xem ai sẽ nắm được vị trí nhất phiên trong tay. Hắc Liên Hoa công lược chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp, phim do Tencent và Hàng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, với mức kinh phí đầu tư khổng lồ, phim được cầm trịch bởi đạo diễn Triệu Nhất Long và biên kịch là Phương Dạng Dạng. Tính đến thời điểm hiện tại, dù sự việc về dàn cast Hắc Liên Hoa công lược đang khá ồn ào trên các diễn đàn, nhưng phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa phản hồi cụ thể nào. Đúng như dự đoán, Cúc Tịnh Y vẫn trang điểm loè loẹt, diễn xuất muôn kiểu như một trong phim mới. Sau khoảng thời gian dài bị xếp vào hàng chờ, mới đây, bộ phim Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính đã ra mặt khán giả trên nền tảng EQG. Tiếp nối hàng loạt các tác phẩm tiên hiệp lên sóng trong nửa đầu năm 2023, Hoa Nhung nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả và Cúc Tịnh Y vì thế cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Song sau những gì đã diễn ra, Cúc Tịnh Y lại một lần nữa khiến khán giả phải thất vọng. Vốn đảm nhận vai trung tâm của Hoa Nhung, đáng lẽ Cúc Tịnh Y phải mang đến sự mới mẻ và màu sắc cho vai diễn, ấy thế mà đây lại tiếp tục là một vai diễn ngốc bạch ngọt khác của cô nàng. Kiểu nhân vật dễ mềm lòng lại hay nói đạo lý, vốn đã xuất hiện trên màn ảnh từ rất lâu trước đó. Chính vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, nhân vật Ngụy Trì do Cúc Tịnh Y thủ vai bị đánh giá là lỗi thời và thiếu hấp dẫn. Màn thể hiện nhạt nhòa của Cúc Tịnh Y lại một lần nữa khiến cô nàng trở thành hố đen của cả bộ phim. Với đôi mắt vô hồn, diễn xuất quá lố, Cúc Tịnh Y khiến khán giả phải nóng mặt vì chỉ có một lối diễn bê từ phim này sang phim khác. Thêm vào đó, phản ứng hóa học của cặp đôi chính Quách Tuấn Thần và Cúc Tịnh Y cũng bị cho là gượng gạo và thiếu tự nhiên. Không chỉ có vậy, kiểu trang điểm loè loẹt vốn vẫn được gắn với Cúc Tịnh Y lại một lần nữa được cô nàng tận dụng trong phim mới. Nhân vật Ngụy Chi mà Cúc Tịnh Y đảm nhận trong Hoa Nhung vốn chỉ là nha hoàn trong Ngụy phủ, nhưng lại được tạo hình lộng lẫy cầu kỳ, hệt như một vị tiểu thư đài các. Thậm chí, Cúc Tịnh Y còn được gọi là chị em sinh đôi của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bởi lối trang điểm loè loẹt. Chuyển thể từ bộ truyện Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành, Hoa Nhung kể về cuộc đời đầy éo le của Ngụy Chi, một người vốn là phượng hoàng chuyển thế, vì để thoát khỏi cảnh làm nha hoàn và cho mẹ cùng em trai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Ngụy Chi quyết tâm theo học tại Học viện Bạch Lộ. Cũng tại học viện, Ngụy Chi gặp được Viêm Việt, tuy mang danh tiên sinh phụ trách việc dạy học, nhưng thực tế anh chính là con trai của Thiên Quan, xuống phàm để tìm tung tích phượng hoàng. Đóng chính phim mới quá giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị khán giả yêu cầu về làm nữ phụ. Mặc dù đã lên sóng được một khoảng thời gian, nhưng tính tới thời điểm hiện tại, công tố vẫn chưa có dấu hiệu được đón nhận, khi mức rating chiếu ở hai đài chỉ quanh quẩn ở mức 0.2% đến 0.4% và thậm chí còn có thể chạm đáy bất cứ lúc nào. Hiện tại, công tố liên tục bị những phản hồi trái chiều vây quanh, đặc biệt là vấn đề diễn xuất và thời lượng lên sóng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi hai tập đầu của công tố lên sóng, nhiều khán giả nhận định đây là một bộ phim khai thác chưa triệt để chủ đề mà nó đang hướng tới. Mặc dù có tới 6 biên kịch, phim vẫn chỉ dừng lại ở mức tạm ổn và chưa có gì đột phá so với tiềm năng mà nó đang có. Tình tiết của phim trong hai tập đầu thậm chí còn bị cho là hỗn loạn, khó hiểu và thiếu sự liên kết. Với những khán giả yêu thích công việc công tố viên, chắc chắn những tình tiết và cách miêu tả đặc điểm nghiệp vụ của phim là không đủ để chinh phục họ. Bên cạnh đó, việc làm nổi bật các nhân vật phụ lại vô tình khiến cho nhân vật chính Annie do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai rơi vào cảnh ít đất diễn và nhạt nhòa đến khó hiểu. Thậm chí, nhiều người xem xong còn phải thốt lên rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không phù hợp với vai chính của công tố, đưa cô nàng xuống vai phụ thì hợp lý hơn rất nhiều. Việc khai thác nhân vật này hời hợt cũng vô tình khiến vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba thiếu đi chiều sâu và không thu hút được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh việc có ít đất diễn, khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một điểm trừ lớn. Mặc dù được đánh giá là có sự tiến bộ, đặc biệt là trong khoản đài từ, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng cô nàng vẫn chưa đủ khả năng để đảm nhận vai chính trong một bộ phim chính kịch. Thậm chí có khán giả còn thẳng thắn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quá lạc quẻ so với dàn diễn viên còn lại của công tố, cảm giác như họ không phải đang đóng chung một tác phẩm. Công tố mới lên sóng những tập đầu và là quá sớm để đánh giá diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vào lúc này. Tuy nhiên, khán giả hiện đang mong chờ vào sự bùng nổ của cô nàng trong những tập phim sắp tới. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.